Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 7, chương trình có những tin chính sau đây. Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội ở huyện Đắk Rông. Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016. Trường Bồ Đề, chứng tích quan trọng trong cùng di tích thành cổ Quảng Trị, đang đứng trước nguy cơ xuống cấp, cần được bảo tồn. Hôm nay, đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị do đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Rông. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bước vào đầu năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Rông đã lãnh đạo, chỉ đạo quản triệt và triển khai việc huy động các nguồn lực để thực hiện các dự án nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn, trọng điểm như hệ thống cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn, xây dựng cụm công nghiệp Tà Rụt, tiếp tục phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất nông lâm thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, giá trị ngành nông nghiệp tăng 11%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 198 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Rông đã tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tiến hành kiểm tra các tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, về thực hiện chế độ tài chính Đảng, xem xét kết luận và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với đảng viên vi phạm. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, chủ động và linh hoạt của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Rông trong việc chỉ đạo, điều hành có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần tranh thủ nỗ lực, tiềm năng rừng đất đai để phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân. Cần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, dự án một cách có hiệu quả, tránh đầu tư chồng chéo, tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính quyền, hiệu quả hoạt động của mặt trận và các tổ chức đoàn thể, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trước đó, đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ba Lòng và Đảng ủy xã Hưởng Hiệp để nắm bắt tình hình ở cơ sở, những vấn đề còn vướng mắc, những kết quả đã đạt được về kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những định hướng, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo nhằm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, góp phần xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, mà then chốt là để giảm nghèo nhanh và bền vững. Chiều nay, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị về tình hình thực hiện luật người cao tuổi, các chính sách đối với người cao tuổi và chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến tháng 6 năm 2016, toàn tỉnh Quảng Trị có 76.673 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ hơn 12% dân số. Có 32.110 hội viên tham gia hội người cao tuổi, trong đó hội viên dưới 60 tuổi là 4.517 người. Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện luật người cao tuổi và các chính sách đối với người cao tuổi đã được cả cấp, cả ngành và tổ chức hội người cao tuổi tỉnh quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc triển khai các chính sách, chương trình về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Do thiếu kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất thiếu thốn, chế độ trợ cấp xã hội còn quá ít nên đời sống người cao tuổi gặp nhiều khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Thọ đề nghị tỉnh Quảng Trị cần tăng cường làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe và chăm lo chế độ chính sách cho người cao tuổi trên địa bàn. Đối với hội người cao tuổi tỉnh, đồng chí Lê Đình Thọ mong rằng đơn vị sẽ đóng góp nhiều hơn trong vai trò tham mưu với tỉnh Quảng Trị,
thực hiện các công tác trực tiếp liên quan để phục vụ cho đời sống người cao tuổi trên địa bàn, như tạo nguồn thu nhập, có kế hoạch chương trình cụ thể để cải thiện đời sống cho người cao tuổi. Về một số kiến nghị đề xuất của tỉnh, đoàn kiểm tra sẽ ghi nhận, tổng hợp để đưa vào cuộc họp giao ban tới của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi để thảo luận cho ý kiến. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị và nút giao thông đường Trần Hưng Đạo với quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị. Hạng mục cải tạo nút giao Trần Hưng Đạo với quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Quảng Trị có tổng mức đầu tư xây lắp và giải phóng mặt bằng khoảng 22 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục hoàn trả hệ thống đèn tín hiệu trang trí, bùn hoa đầu nối hệ thống thoát nước. Dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 193 tỷ đồng. Công trình được thi công từ tháng 4 năm 2014. Đến thời điểm này, các đơn vị thi công đang trong quá trình hoàn thành hạng mục nhà máy xử lý nước thải công suất 5.000 mét khối một ngày đêm. Các tuyến ống thu gom nước thải với chiều dài 9,7 km và các trạm bơm chuyển vật. Xây dựng mới và cải tạo các tuyến thoát nước mưa với chiều dài 3,1 km. Các hạng mục dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2016. Sau khi đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình dự án, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các chủ đầu tư đốc thúc đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ, sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan đô thị. Đối với Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Trị, đồng chí đề nghị cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công, vận động nhân dân làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí nhấn mạnh, đối với những hộ gia đình không chấp hành theo quy định pháp luật thì có biện pháp cương quyết tiến hành cưỡng chế bảo vệ thi công. Còn đối với những khó khăn vướng mắc mà đơn vị địa phương không thể giải quyết được, cần có đề xuất cụ thể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để tỉnh xem xét, đề ra phương án xử lý, đảm bảo các công trình thi công đúng tiến độ đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016. Đây là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta ghi nhận tôn vinh các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước đã dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ, biết ơn những thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ, tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Ban Thanh niên Quân đội, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Binh đoàn 12, Đoàn hội Doanh nghiệp Trung ương và các đơn vị có liên quan trong và ngoài quân đội đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Bản hùng ca Trường Sơn. Tham dự có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Trị, có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị, các ngành địa phương, đại diện các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng cùng 1.500 đoàn viên thanh niên các đơn vị trong và ngoài quân đội đã về tham dự. Tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc, với tâm niệm mỗi ngọn nến một tấm lòng, hơn 10.000 ngọn nến và những nén hương thơm đã được thắp lên trong không khí linh thiêng và trầm mặc. Mỗi người một cảm xúc, nhưng ai cũng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn của mình với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi lần đến với Nghĩa trang Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn thì chúng tôi không thể không có những cái xúc động và những cái tri ân và những cái thất khó nói lên lời. Chúng tôi đến sớm hơn so với chương trình của tổ chức tối nay, với chương trình nghệ thuật. Nhưng mà chúng tôi thực sự cũng muốn đưa các thế hệ trẻ đến để thắp hương tri ân từng phần mộ của cán bộ chiến sĩ, những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Thì chúng tôi mong muốn được tri ân nhiều hơn nữa đối với các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thì thông qua đó để giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về những cái giá trị cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Trong không khí trang nghiêm và long trọng của buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn thỉnh chuông, dâng hương và dâng hoa lên đài tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu và các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ôn lại những chiến công hào hùng của con đường Trường Sơn huyền thoại qua phần giao lưu gặp gỡ với các nhân chứng lịch sử đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại mảnh đất thiêng Quảng Trị. Xuyên suốt chương trình là những ca khúc ca ngợi lịch sử, gợi nhớ về một thời tuổi trẻ hào hùng và những ước mơ thanh xuân của các thế hệ cha anh đi trước, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm trong bảo vệ và dựng xây đất nước. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh, 20 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn Quảng Trị. Tiếp tục các thông tin về tri ân các anh hùng liệt sĩ, sáng nay Ban Liên lạc Mặt trận Quảng Trị năm 1972 tại Hà Nội do Trung tướng Bùi Xuân Chủ làm trưởng ban, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng và chính quyền xã Hải Sơn đã tổ chức lễ thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại bến Ô Lâu thuộc xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng. Dự lễ có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hàng trăm thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và người dân địa phương. Trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị vào năm 1972, sau khi các sư đoàn 304, 308, 320, 324, 325 mở màn chiến dịch giải phóng Cam Lộ, Gio Linh, Đông Hà, Triệu Phong và thành cổ Quảng Trị. Trong quá trình chiến đấu, có hàng ngàn cán bộ chiến sĩ của các sư đoàn đã anh dũng hy sinh dọc theo đôi bờ dòng sông Ô Lâu. Sau hơn 40 năm đất nước hòa bình, nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Để tưởng nhớ công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước, nhân dịp ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, Ban Liên lạc Mặt trận Quảng Trị năm 1972 tại Hà Nội và huyện Hải Lăng đã tổ chức lễ dâng hương dâng hoa tại khu vực nhà bia và đài tưởng niệm liệt sĩ và thả hoa tri ân đồng đội trên dòng sông Ô Lâu. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Mặt trận Quảng Trị năm 1972 tại Hà Nội, các cựu chiến binh, các gia đình liệt sĩ và một số nhà hảo tâm đã tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách tại địa phương. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện thị, thành phố đã đến đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi lễ, lãnh đạo các huyện thị, thành phố và đông đảo nhân dân đã trang trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Sau khi đặt vòng hoa, các đại biểu dành một phút mặc niệm, đến thắp hương trước tượng đài, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thắp hương từng ngôi mộ để tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Đây là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ và nhân dân các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh đối với thế hệ cha ông đi trước được tổ chức thường xuyên hàng năm nhân các dịp lễ trọng. Qua đó nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương đất nước. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách ở huyện Gio Linh. Căn nhà tình nghĩa được khởi công xây tặng cho gia đình ông Lê Việt Trinh và bà Trần Thị Thiện, thương binh hạng 3/4, là cơ sở an ninh đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Hiện ở tại xã Trung Hải, huyện Gio Linh, hiện đang gặp khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng có trị giá 70 triệu đồng do Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Quảng Trị tài trợ. Việc tài trợ và tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ thể hiện sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội đồng hương Vusta, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UIA đã tổ chức đại lễ tri ân uống nước nhớ nguồn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đại lễ cầu siêu là dịp thể hiện tình cảm của những người theo đạo Phật cầu quốc thái dân an, tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người có công với nước, với nhân dân. Đây cũng là dịp nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, không bao giờ quên công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giữ gìn từng tấc đất quê hương vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 80 phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, Trường Bồ Đề là một chứng tích quan trọng trong cùng di tích thành cổ Quảng Trị. Trải qua một thời gian dài, di tích lịch sử cấp quốc gia này đang đứng trước nguy cơ xuống cấp.
Chính vì vậy, bảo tồn nâng cấp chứng tích này là việc làm vô cùng cần thiết, không chỉ đối với ngành bảo tồn, bảo tàng mà còn là trách nhiệm chung của cả xã hội. Năm 1972, trong cuộc chiến bảo vệ thị xã Quảng Trị, Trường Bồ Đề trở thành một trong những chỗ chiến đấu quan trọng của quân ta, đánh trả hàng trăm đợt phản kích của địch. Sau 81 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang. Với tầm vóc lịch sử đặc biệt, năm 2013, Trường Bồ Đề cùng với 7 địa danh nổi tiếng khác đã được chính phủ xếp hạng cùng di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Tuy nhiên, sau hơn 55 năm được xây dựng và bị đánh phá ác liệt trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, công trình nhiều ý nghĩa này đang xuống cấp theo thời gian. Chính vì vậy, cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Bảo tồn di tích danh thắng đã triển khai phương án và huy động nguồn lực để đầu tư trùng tu tôn tạo. Nên Trường Bồ Đề thì phải tìm một giải pháp khác, tức là xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chung tay góp sức cùng với tỉnh Quảng Trị để chăm lo trùng tu tôn tạo di tích, để trước mắt góp phần là trùng tu cấp thiết và chăm sóc cấp di tích. Mỗi di tích lịch sử trên mảnh đất anh hùng Quảng Trị đều mang ý nghĩa lớn với sự phát triển của dân tộc. Việc bảo tồn tôn tạo hệ thống các di tích lịch sử vì vậy cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và chắc chắn rằng đó không chỉ là việc làm của cả cấp cả ngành liên quan mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi tổ chức để những chứng tích quan trọng này sẽ mang lịch sử đến gần hơn với mỗi người, mỗi thời đại. Tiếp tục với những thông tin khác, sáng nay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã tiến hành giám sát định kỳ tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong với Ban Quản lý Dự án của tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh. Dự án phát triển đô thị tiểu vùng sông Mekong được triển khai trên địa bàn thành phố Đông Hà và thị trấn Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị, Mộc Bài của tỉnh Tây Ninh với tổng số vốn đầu tư 147,2 triệu đô la Mỹ. Tính đến nay, thiết kế kỹ thuật chi tiết và đầu thầu dịch vụ tư vấn đạt 100% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 50%, công tác đầu thầu xây lắp khoảng 30%. Vì vậy, ADB và Ban Quản lý Dự án, chủ đầu tư sẽ thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, giải quyết các khó khăn vướng mắc, các vấn đề mới phát sinh và đề ra các giải pháp hỗ trợ thực tiễn nhằm đạt được các kế hoạch, mục tiêu đề ra với hiệu quả cao nhất. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án, chủ đầu tư kiến nghị với Ngân hàng ADB cho điều chuyển vốn của tiểu dự án cảng sông Đông Hà sang bổ trí cho các công trình khác do diện tích đất xây dựng cảng bị thu hồi để khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt này. Đồng thời đề nghị ADB thống nhất chủ trương tiếp tục tái cấu trúc những tiểu dự án bị vướng mắc về giải phóng mặt bằng và gia hạn thời gian dự án. Sáng nay, Sở Nội vụ Quảng Trị phối hợp với Ban Quản lý Dự án hỗ trợ cải cách chế độ công vụ công chức Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ đã tổ chức hội thảo xây dựng bộ tiêu chuẩn khung năng lực cán bộ quản lý cấp phòng và quy chế đánh giá phân loại công chức viên chức tỉnh Quảng Trị. Sáng nay, Sở Nội vụ Quảng Trị phối hợp với Ban Quản lý Dự án hỗ trợ cải cách chế độ công vụ công chức Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ, tổ chức hội thảo xây dựng bộ tiêu chuẩn khung năng lực cán bộ quản lý cấp phòng và quy chế đánh giá, phân loại công chức viên chức tỉnh Quảng Trị. Tại hội thảo, các đại biểu đã được phổ biến, giới thiệu, đồng thời tham gia ý kiến xây dựng bộ tiêu chí khung năng lực vị trí trưởng phòng cấp huyện, quy chế đánh giá và phân loại công chức viên chức. Thời gian qua, Sở Nội vụ Quảng Trị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, ban hành tiêu chuẩn trưởng phòng, phó phòng cấp huyện, cấp tỉnh để làm cơ sở quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thí điểm xây dựng cơ cấu, chức danh theo vị trí việc làm của công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, hệ thống tiêu chuẩn khung năng lực hiện nay còn nhiều điểm không phù hợp, cần có công cụ quản lý nhân sự khoa học, tạo nên một nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Việc hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực cho vị trí trưởng phòng từ cấp huyện trở lên trong các cơ quan hành chính nhà nước và phân loại quy chế đánh giá, phân loại công chức viên chức là cơ sở để tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt hơn công tác cán bộ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.